Như báo đã thông tin, học sinh lớp 5 đã tử vong là một trong 37 học sinh của hai trường tại phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang đã được nhà trường gia đình đưa đến các bệnh viện phòng khám trong ngày 5 tháng 4. Đó là học sinh của trường tiểu học Vĩnh Trường và trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo. Có 30 trong 37 học sinh kể trên đã nhập viện cấp cứu, điều trị theo dõi. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, số học sinh nêu trên của hai trường đã ăn sáng nhiều món ăn khác nhau tại các quán ăn khác nhau ngoài trường học. Đến 6 giờ 45 phút cùng ngày, các học sinh có dấu hiệu chóng mặt, đau đầu, nôn ói, nhà trường đã liên hệ phụ huynh tổ chức đưa các cháu về nhà theo dõi hoặc đến các cơ sở y tế để kiểm tra. Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang cho biết, theo báo cáo của các đơn vị, trước khi đến lớp, học sinh này cùng nhiều bạn khác đã ăn sáng ngoài cổng trường, cụ thể là ăn sushi, uống nước ngọt, tuy nhiên chỉ sau khoảng 30 phút ăn uống xong thì cháu có biểu hiện muốn nôn, xui bọt mép và được nhà trường đưa đi cấp cứu sau đó nhà trường đã đưa đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa để cấp cứu. Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang, học sinh DTB chờ, học lớp 5 trên 4 đã tử vong lúc 8 giờ 30, chưa biết nguyên nhân, đó là trong cùng buổi sáng ngày 5 tháng 4 đã nêu. Nhưng Hội đồng Y khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã hội trần và kết luận cháu ngừng tuần hoàn hô hấp ngoại viện chưa rõ nguyên nhân. Chiều tối ngày 5 tháng 4, ông Hồ Văn Mừng là bí thư thành ủy Nha Trang và ông Đinh Văn Thiệu là phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì làm việc với các ngành chức năng liên quan về vụ việc đã nêu. Đồng thời theo thông báo của ủy ban nhân dân tỉnh, vụ việc liên quan đến một học sinh tử vong và 30 học sinh phải nhập viện, đó là một số trường hợp rối loạn tiêu hóa tại hai trường nói trên. Kết luận tại cuộc họp vào ngày 5 tháng 4, ông Đinh Văn Thiệu là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, chỉ đạo các sở y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương và quản lý thị trường tỉnh trong phạm vi chức năng, lĩnh vực phụ trách, khẩn trương tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành ở cả ba cấp, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, tổng kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Ông Thiệu cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang đề nghị công an thành phố Nha Trang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định, chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan kiểm tra xử lý kiên quyết tình trạng bán hàng rong, thức ăn đường phố trên địa bàn, tiếp tục thực hiện tốt việc động viên thăm hỏi các gia đình học sinh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị Công an tỉnh phối hợp với các sở y tế, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định. Theo thông cáo báo chí vào sáng ngày 6 tháng 4 của Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, đến 16 giờ chiều ngày 5 tháng 4, các bệnh viện đã tiếp nhận 37 học sinh thuộc hai trường Tiểu học Vĩnh Trường và Trung học Cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Vĩnh Trường. Các bệnh viện đã cho 7 học sinh về nhà theo dõi ngoại trú, hai em được xuất viện, 28 em còn lại được theo dõi tại các cơ sở y tế. Tất cả đều có sức khỏe ổn định. Trước đó vào sáng ngày 5 tháng 4, nhiều học sinh của hai trường nêu trên đã ăn sáng tại những quán ăn khác nhau bên ngoài. Đến 6 giờ 45 phút, một số em có biểu hiện là chóng mặt, đau đầu, nôn ói. Nhà trường đã liên hệ phụ huynh, tổ chức đưa các em về nhà theo dõi hoặc đến cơ sở y tế để kiểm tra. Qua tìm hiểu, đa số phụ huynh cho hay đã ăn món cơm gà ré. Một số em khác cho biết đã ăn bánh mì que, xúc xích, hamburger gà ở gần hai trường học. Phần cơm gà giá 20.000 đồng, gồm thịt gà xé, xúc xích, rau răm, dưa leo, trứng sốt và một bịch canh trứng, nước mắm. Về trường hợp một học sinh của trường tiểu học Vĩnh Trường tử vong, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang cho hay trước khi đến lớp, em này cùng nhiều bạn khác đã ăn sáng ngoài cổng trường và cụ thể là ăn sushi, uống nước ngọt. Sau khoảng 30 phút ăn uống, em này có biểu hiện là muốn nôn, xùi bọt mép và được nhà trường đưa đi cấp cứu. Hội đồng y khoa bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã hội trần và kết luận là em này ngừng tuần hoàn hô hấp ngoại viện chưa rõ nguyên nhân. Sáng ngày 5 tháng 4, các cơ quan chức năng và công an thành phố Nha Trang đã đến làm việc tại các quán ăn trên địa bàn, thu thập thông tin mẫu thức ăn để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân. Chiều cùng ngày, được sự đồng ý của gia đình, Trung tâm Giám định Pháp Y đã tiến hành khám nghiệm tử thi học sinh nêu trên, lấy mẫu để kiểm nghiệm nguyên nhân. Đến tối ngày 5 tháng 4, sau cuộc họp lên ngành, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và thành phố Nha Trang thống nhất yêu cầu ngành y tế khẩn trương sớm có kết quả giải phẫu tử thi, trên cơ sở đó xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, đảm bảo đúng quy định. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và thành phố Nha Trang đề nghị nhà trường, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt việc động viên thăm hỏi các gia đình học sinh. Chiều ngày 5 tháng 4, Nờ Giờ là một học sinh trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang, đang được các bác sĩ điều trị, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, nghi bị ngộ độc thực phẩm. Theo lời nữ sinh này, sáng ngày 5 tháng 4, em được phụ huynh cho 20.000 đồng để ăn sáng và đi học tại trường. Giờ chọn món cơm gà, gồm có cơm, thịt gà, xúc xích, sốt trứng, rau răm và canh. Giờ thuật lại, món ăn ngon như mọi hôm, không có gì bất thường cả. Sau khi ăn khoảng 2 giờ đồng hồ thì em có các biểu hiện như đau bụng, nôn ói nên được người thân đưa đi bệnh viện kiểm tra. Theo lời giờ nói, quán cơm gà này được bản thân chọn ăn sáng nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên bị đau bụng và nôn ói như vậy. Sau khi được bác sĩ cho uống thuốc, sức khỏe của giờ đã ổn định, không còn đau bụng, nôn ói nữa. Nữ sinh này được bác sĩ chỉ định tiếp tục nằm viện để theo dõi thêm. Tương tự, PT là một học sinh trường tiểu học Vĩnh Trường cho biết sáng ngày 5 tháng 4, em được mẹ cho tiền để ăn hamburger gà. Tề nói món ăn ngon như mọi lần, nhưng 2 giờ sau bữa sáng em có cảm giác buồn nôn nên được trường đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Mẹ em T cho biết nhiều phụ huynh sống gần trường tiểu học Vĩnh Trường thường đi làm sớm nên hay cho con tiền đi ăn sáng. Nếu có thời gian rảnh, phụ huynh cũng chở các cháu đến cổng trường để ăn. Nghe tin con bị nghi ngộ độc, vị phụ huynh này vô cùng lo lắng, bỏ công việc để cùng nhà trường đưa Tê đi cấp cứu. Mẹ PT chia sẻ, sau vụ việc này, chắc tôi phải tự nấu ăn sáng để cháu ăn đi học, không dám cho ăn ở ngoài nữa. Theo báo cáo từ các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, tình hình sức khỏe của các học sinh đều ổn định và đang được tiếp tục theo dõi. Ghi nhận vào chiều ngày 5 tháng 4, công an đang làm việc tại trường tiểu học Vĩnh Trường, hàng quán xung quanh trường phần lớn đã đóng cửa. Liên quan đến vụ việc, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang thông tin đến trước cùng ngày, toàn thành phố đã ghi nhận 28 học sinh ở trường tiểu học Vĩnh Trường và trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo nhập viện điều trị nghi ngộ độc thực phẩm một nữ học sinh tử vong khi đang trên đường đi cấp cứu. Cụ thể vào sáng ngày 5 tháng 4, tại trường tiểu học Vĩnh Trường, nhà trường phát hiện 20 học sinh có dấu hiệu đau bụng nôn ói, đau đầu nên đã nhanh chóng sơ cứu. Tuy nhiên, đến 7 giờ 30 phút cùng ngày, sức khỏe của em DNBT là học sinh lớp 5 của trường, chuyển biến nặng. Em này được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Nguyên nhân tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra. Còn 19 học sinh trường tiểu học Vĩnh Trường đang được theo dõi tại Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa. Tại trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang, có 9 học sinh đang nhập viện điều trị. Trước đó như đã thông tin, nhiều học sinh ăn sáng trước cổng trường trên địa bàn thành phố Nha Trang gồm các món như là cơm gà xé, bánh mì hamburger gà, bánh mì que. Sau khi ăn sáng vào lớp, các em có biểu hiện là đau bụng nôn ói. Ông Cao Đình Trung là trường phòng giáo dục và đào tạo thành phố Nha Trang cho biết, trong vụ việc có một nữ sinh tử vong, tuy nhiên chưa xác định rõ nguyên nhân do ngộ độc hay bệnh nền vì em này có tiền sử mắc bệnh tim. Trước khi tử vong, nữ sinh này ăn sushi trước cổng trường, sau đó có triệu chứng nôn ói, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ngày 6 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, địa phương đã cử người xuống nhà gia đình nạn nhân để động viên, hỏi thăm, chia sẻ. Và trước mắt, các ban ngành đoàn thể đã vận động hỗ trợ gia đình nạn nhân với số tiền là 10 triệu đồng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Trường cho biết thêm về gia cảnh của em này do bố mẹ ly hôn nên em phải sống với bà nội và bà ngoại. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân. Liên quan đến vấn đề trên, thông tin từ Sở Y tế Khánh Hòa cho biết vẫn còn 28 học sinh của hai trường ở phường Vĩnh Trường và Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang nghi bị ngộ độc thực phẩm vẫn nằm theo dõi điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn. Theo đó, ngành y tế đã xử trí tại cơ sở đối với các ca nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại hai trường học kể trên. Trong ngày 5 tháng 4, có tổng cộng là 37 học sinh đã được đưa đến các cơ sở bệnh viện để cấp cứu điều trị. Tuy nhiên, có 7 ca đã được kê đơn thuốc cho về theo dõi ngoại trú, còn 30 ca đã nhập viện, trong đó có một trường hợp đã tử vong ngoại viện chưa rõ nguyên nhân. Trước đó, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa về việc điều tra xử lý vụ việc tại trường học trên địa bàn thành phố Nha Trang. Theo đó, Cục An toàn Thực phẩm đã nhận được thông tin từ Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hòa về học sinh trường tiểu học Vĩnh Trường, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tử vong vào ngày 5 tháng 4, chưa rõ nguyên nhân. Cùng với đó, một số học sinh khác cùng trường Tiểu học Vĩnh Trường và trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn sáng các hàng quán và người bán rong xung quanh trường. Chiều mùng 5 tháng 4, bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thông tin về trường hợp bé DTBT, học sinh lớp 5 trường Tiểu học Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang tử vong ngoại viện. Theo đó, sáng cùng ngày em T có biểu hiện bất thường tại trường được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 5 tháng 4. Bệnh nhân vào viện khi đang hôn mê sâu, không tiếp xúc, không còn dấu hiệu của sự sống. Sau 30 phút được hồi sức tích cực nhưng vô hiệu, ghi nhận bệnh nhân tử vong ngoại viện. Hội đồng khoa học kỹ thuật bệnh viện đã họp và kết luận bệnh nhân ngừng tuần hoàn hô hấp ngoại viện chưa rõ nguyên nhân. Đề nghị thực hiện giải phẫu tử thi để xác định nguyên nhân tử vong. Thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện trung tâm giám định pháp y tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành giải phẫu tử thi. Trước đó như đã thông tin, nhiều học sinh ăn sáng trước cổng trường gồm các món cơm gà xé, bánh mì hamburger gà, bánh mì que. Sau khi ăn sáng vào lớp, 29 em ở trường tiểu học Vĩnh Trường và trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang có biểu hiện đau bụng, buồn nôn phải nhập viện. Tuy nhiên sau đó em T tử vong, còn 28 học sinh đang được theo dõi sức khỏe tại cơ sở y tế. Trước khi tử vong, nữ sinh này ăn sushi trước cổng trường, sau đó có triệu chứng nôn ói, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ông Cao Đình Trung, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Nha Trang, cho biết em T có tiền sử mắc bệnh tim. Chiều mùng 5 tháng 4, Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, thông tin về học sinh tử vong nghi liên quan đến ngộ độc thực phẩm tại thành phố Nha Trang. Cục An toàn Thực phẩm cho biết đã nhận được thông tin từ Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hòa về vụ việc một học sinh lớp 5, trường tiểu học Vĩnh Trường. Phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tử vong chưa rõ nguyên nhân vào sáng ngày mùng 5 tháng 4 một số học sinh khác cùng trường tiểu học Vĩnh Trường và trường trung học cơ sở Trần Hương Đạo, thành phố Nha Trang có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc sau khi ăn sáng tại các hàng quán và người bán hàng rong xung quanh các trường. Đặc biệt trong thời gian từ đầu năm 2024, trên địa bàn thành phố Nha Trang cũng đã xảy ra liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm. Trước tình hình trên, cục An toàn thực phẩm đã có công văn số 711 ngày 5 tháng 4 năm 2024 đề nghị sở Y tế tỉnh Khánh hòa chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân trong trường hợp cần thiết có thể xin hỗ trợ hội trần chuyên môn với bệnh viện tuyến trên phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan điều tra xử lý xác định nguyên nhân vụ việc và công khai thông tin kịp thời để tránh gây hoang mang trong dư luận xã hội phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu có phối hợp các cơ quan chính quyền và cơ quan chức năng ngành giáo dục và đào tạo tại địa phương tăng cường công tác kiểm tra giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm tại khu vực trường học bếp ăn trường học cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống các đối tượng Cơ sở kinh doanh thực phẩm xung quanh trường học, nâng cao trách nhiệm của ban giám hiệu nhà trường, ban phụ huynh học sinh trong công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại khu vực trường học, tập trung triển khai các nội dung công văn số 557 an toàn thực phẩm ngày 21 tháng 3 năm 2024 của Cục An toàn thực phẩm về việc bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm năm 2024, báo cáo kết quả triển khai về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.